Tôi ngắn gọn cà phê lại, nhưng mà thơm ngon, dễ bị say, đấy là điều chắc chắn đấy. Chỉ làm mọi thứ rất là đơn giản thôi, nhưng mà làm nó tới. Cà phê concept thì mình lại đặt cái phần là ở chất lượng nước lên đầu. Mình cảm nhận được một cái phong vị riêng ở cái khu phố cổ truyền thống ấy, nó mộc mạc, đó, và kiểu mình không phải đi theo một cái nguyên tắc nào hết. Giữa thế giới đồ uống muôn màu muôn vẻ, vẫn có một vài hương vị tháng năm khiến thực khách thổn thức mỗi khi nhớ về. Phải tìm đến đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm mới thưởng thức được trọn vẹn hương vị ấy. Nhĩ, không biển hiệu, không quảng cáo, nhưng người Hà Nội đều biết ở góc phố đông đúc này họ luôn tìm được cà phê ngon. Bàn giao cho các em rồi, nói là đời thứ ba rồi, đời chú là đời thứ hai, bán từ 558 mà nhà mình có mở bắt đầu từ 558, không có biển tên từ bao chục năm nay rồi, toàn khách quen rồi, là có những cái người khách mà uống 40-50 năm. Chị quả làm quản lý ca sáng, còn chị Trang quản lý ca chiều. Sau lúc đầu tiên thì còn khó khăn, thì còn gọi là bưng bê, còn ông chị kể là còn phải đi ra mời ngoài đầu đường. Thế nhưng mà sau đến 558 thì mọi người biết đến ấy, thì mở tại địa điểm này và bán tại chỗ. Nhĩ nổi tiếng với những ly cà phê sóng sánh, đậm đặc, đắng tay cũng lên bọt, vị rất đậm, xuống cổ họng lại êm dịu, hòa quyện cùng sữa đặc thơm béo ngọt ngào. Sự kết hợp truyền thống của cà phê, đường cát và sữa đặc, giản dị nhưng tròn trịa. Tháng năm vội vã với đủ vị ngọt đắng, ngưng động vừa vặn trong một ngụm cà phê. Nhà đây để giữ được cái cà phê chú phải mua cà phê, chú mua cà phê là tận gốc bán tận ngọn nên mới giữ được, chứ còn qua tay người khác làm thì không giữ được như thế này được. Người ta làm thì mỗi ngày một khác, chứ người ta làm thế nào được như mình được. Của nhà mình thì mình mới giữ được, mới làm được như này. Cái hương vị cà phê của nhà chị là hương vị cà phê mộc nguyên chất, lựa chọn từ những hạt cà phê ngon để làm nên cái hương vị cà phê mộc này. Khách lạ thì có vài người, người ta uống thì người ta bảo là người ta bị say, cũng là gu của mỗi người thôi, không đổi được chỗ khác, bởi vì là khẩu vị ở đây là của người Hà Nội cũ, gốc phố cổ, nghiền đấy, bọn chị là nghiền cà phê chứ không phải là nghiền cốc cà phê ở đây, chứ không phải nghiền view đẹp. Father works also sometimes in Vietnam and he brings some Vietnamese coffees. The flavor is very good, other than the coffee from Africa. 25 năm rồi, khách buồn rồi. Chanh heo rất ngon, đậm đặc, nguyên chất luôn, chanh heo nguyên chất, rất ngon. Tại Nhĩ, thực khách và chủ quán đều trân quý ly cà phê truyền thống với những dụng cụ pha chế đơn giản, nhúng màu thời gian và hương vị đồ uống độc đáo khó có thể tìm thấy ở nơi khác. Cũng từ đời ông chị đấy, mà cái cổ nhất ở đây chắc là cái ép cam ấy kìa. Ừ, cái ép cam đấy có khi nó còn nhiều tuổi hơn cả tuổi của chị. Bởi vì ngày xưa ông nội chị là chế tác bằng, hình như là chị thấy nghe nói là vỏ máy bay, xác của vỏ máy bay. Cho nên bây giờ có thể đặt nhưng mà không thể nào được như thế đâu. Như các bạn đã biết thì cà phê truyền thống của người Hà Nội sẽ gắn liền với hai loại cà phê chính. Một là cà phê đen, hai cà phê lâu.
Thì cà phê đen thì thường là được uống với đường, còn cà phê lâu thì thường được uống với sữa đặc. Thì gu cà phê truyền thống thì chủ yếu là đậm, đắng và sánh. Trước kia thì dùng chủ yếu là các hạt Robusta được rang ở chế độ đậm. Cái cà phê ở đây nó có một hương vị không giống bất kỳ một cà phê nào luôn. Thích uống lắm, ở đây toàn khách quen uống. Mà cà phê đây đó là nguyên chất thực sự. Đấy, chứ cứ gọi ngoài cà phê như các hàng kia thì... Hàng kia nó nhẹ hơn một chút, đây nó lặng hơn một chút. Trẻ thôi, bọn chú uống là nó có tâm liên rồi. Tôi ngắn gọn cà phê là lặng, nhưng mà thơm ngon, dễ bị say, đấy là điều chắc chắn đấy. Thứ nhất là anh uống và cái vị cà phê ở đây nó khá là truyền thống, có một cái vị riêng, có một chút đắng, một thơm, êm, đậm và êm. Anh thường xuyên là uống đen và cái lượng đường của anh càng ngày càng giảm đi, bắt đầu anh tăng cái độ là trung thực của cà phê hơn. Với khách hàng quen của Nhĩ, phải là góc phố ấy, thưởng thức ly cà phê pha bởi chị chủ hồn hậu giữa không gian phố xá tấp nập, đọc một tờ báo, hút một điếu thuốc trong một buổi sáng cùng bạn bè, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đổi lại người khác hoặc không gian khác, ly cà phê cũng bớt vài phần ý vị. It's very nice to drink iced coffee. It's kind of refreshing. Yeah, it's nice to sit here because you sit on this small chairs and then you are looking around this busy streets and it's very interesting here. Ở đây thì không phải là chỉ có người già đâu, mà người trẻ cũng đến khá nhiều. Con anh cũng rất thích ở đây. Quan trọng là ở đây thì mình được có một cái sự tự do, với cả mình cảm nhận được một cái phong vị riêng ở cái khu phố cổ truyền thống ấy, nó mộc mạc đó, và kiểu mình không phải đi theo một cái nguyên tắc nào hết. Xinh không? Xinh, xinh. Nói lại đi, có xinh không nào? Có xinh. Đôi khi thứ người ta tìm kiếm ở ly cà phê không phải hương vị giống xưa mà là kỷ niệm. Giữa một Hà Nội đổi thay từng ngày, vẫn luôn có một cà phê Nhĩ giữ trọn hồn cốt. Rời phố Hàng Cá, chúng ta sẽ đến 51 Văn Miếu để tìm một định nghĩa khác về cà phê Hà Nội. Vẫn dương dị mộc mạc nhưng mang tâm hồn đương đại. Gặp nhau tại The Beginning để trải nghiệm một Hà Nội lạ mà quen. Bọn mình lựa chọn không làm signature, chỉ làm mọi thứ rất là đơn giản thôi, nhưng mà làm nó tới. Mình là Quân, mình sinh năm 92 và đến bây giờ là mình đã có kinh nghiệm 3 năm làm trong ngành cà phê này rồi. Mình đều xuất phát từ là các cái anh em đều rất là thích ngồi cà phê với nhau, có cái sở thích là đi lê la cà phê vào cuối tuần. Đấy, ngồi các cái quán ở vỉa hè, đường phố thì mấy anh em mới đùa với nhau là tại sao không tự mở lên một cái quán. Đấy, để là có một cái nơi mà anh em bạn bè có chỗ để qua ngồi giao lưu chia sẻ. The Beginning không tự nhận mình bán cà phê Hà Nội, nhưng ở đây người ta vẫn thấy một tinh thần rất Hà Nội. Yên bình, không vội vã, hương vị cà phê dịu dàng thanh thuần, những món đồ uống dung dị tinh tế. Ở The Beginning thì bọn mình có một cái đặc điểm, đấy là bọn mình không có món signature. Là bọn mình xây dựng một cái menu là gồm những món rất đơn giản, rất là basic. Tức là về hạt, về nguyên liệu bọn mình đều lựa chọn rất là kỹ, rất là chỉnh chu để có được một cái sản phẩm đồ uống. Nó tuy nó bình thường nhưng mà chất lượng rất là cao. Bọn mình lựa chọn không làm signature, chỉ làm một thứ rất là đơn giản thôi, nhưng mà làm nó tới. Khách hàng hiện đại thì nó đòi hỏi về cái vấn đề chất lượng, phương pháp pha chế cũng như là cái kiến thức về sản phẩm cà phê. Sau khi đến quán cà phê thì mình khá là quan tâm đến chất lượng cà phê. Thì khi mà đầu tiên khi thử cà phê của quán thì mình có một điều đặc biệt là mình cảm thấy được rõ cái hương vị của cà phê, nên là điều mình rất là thích.
tại The Beginning, thực khách luôn tìm được một thức uống vừa phải. Người Hà Nội sẵn sàng mở lòng với điều mới lạ, nhưng để gắn bó và tìm về luôn là những gì bình dị, giản đơn. Để mà khách hàng quay lại, không chỉ về giá thành hợp lý và đồ uống ngon, mà còn rất nhiều yếu tố nhỏ nhỏ khác nó tác động vào. Đấy, ví dụ như là những cái trải nghiệm dành cho khách hàng, đấy, như kiểu rót nước hay là lấy khăn lấy giấy, hoặc là hỗ trợ khách hàng trong các khâu lấy xe dắt xe. Tuy là những cái khâu rất là nhỏ, nhưng mà đấy là cái để ghim vào đầu khách hàng và người ta rất ấn tượng cái quán này và người ta sẽ muốn quay lại. Và tại vì là bọn mình làm trực tiếp nữa nên là bọn mình sẽ dễ dàng và kiểm soát được cái khâu đó hơn. Cà phê là một trải nghiệm hết sức cá nhân. Đối với cà phê, không có sai và đúng, chuẩn hay không chuẩn. Nếm thử chút chua đắng thanh thuần, dung dị. Một trải nghiệm trọn vẹn từ không gian, cảm xúc đến cách làm dịch vụ đồ uống. Chắc chắn bạn sẽ thích một Hà Nội thật khác này. Từ một đồ uống được người Pháp mang đến Hà Nội vào thế kỷ 19, trải qua hơn trăm năm vạn vật đổi dời, cà phê đã hòa nhập vào đời sống bản địa và trở thành một phần của thành phố này. Hà Nội thay đổi từng ngày, cà phê cũng như vậy. Khái niệm cà phê được mở rộng. Từ một đồ uống, cà phê nay đã trở thành một từ đa nghĩa. Thay vì đi chơi, người ta rủ nhau đi cà phê. Thay vì hẹn gặp mặt, người ta hẹn nhau cà phê nhé. Cà phê dần chuyển biến thành chất dẫn, một mạch ngầm âm ỉ nhưng bền chặt trong đời sống người Hà Nội. Cạnh cầu Long Biên Trần Nhật Duật có một quán cà phê xanh bơ nổi bật tươi mát, nơi những mơ mộng ai cũng từng có trong đời được biến thành hiện thực. Cà phê Cami thì bắt đầu lên ý tưởng á, là bắt đầu vào khoảng tháng 4 năm 2021, sau khi mà mình đi khảo sát thị trường Hà Nội cũng như là có đang làm một cái căn homestay ở ngoài này, thì mình thích cái thị trường ngoài này quá cho nên là mình bắt đầu đặt một cái mục tiêu là mình sẽ có một cái tiệm cà phê của riêng mình cũng như là chị gái của mình để làm chung với nhau. Đối với một bộ phận khách hàng, cà phê là phải đẹp. Đẹp để chụp ảnh, để thưởng thức không gian, để khám phá trải nghiệm hiếm thấy trong cuộc sống. Mình là một fan rất là lớn của cái vintage style. Và khi mà làm cà phê Cami á, thì hầu hết luôn nha, tất cả những cái setup á, thì mình học hỏi được rất nhiều từ phim. Và mình là một người rất là thích cái việc mà truyền tải từ phim ra ngoài đời thực. Vì vậy cho nên là bạn sẽ thấy xuất hiện ở đâu đó trong cà phê Cami sẽ có một vài cái phân đoạn trong một vài cái bộ phim khá là nổi tiếng, ví dụ như Anne with an E hoặc là When the Crawdads Sing chẳng hạn. Mình cũng tin là khi mà bước vào Cami thì chắc là bạn cũng sẽ thấy một cái cảm giác gần gũi, đúng không? Nó không bị quá sắp đặt, nó không bị quá studio. Đồ uống của Cami vẫn là cà phê, nhưng đã được biến tấu để phù hợp thị hiếu của khách hàng trẻ. Mình đã mất khoảng thời gian 8 tháng trước khi mà xây dựng Cami 2 á, thì mình đã thực sự đầu tư nghiêm túc về cái việc là tìm hiểu kỹ khẩu vị của người dân địa phương, cũng như là cái việc lựa chọn các cái đồ uống sao cho phù hợp với thị hiếu của khách hàng ngoài Hà Nội.
Trước đó thì mình cũng đã thử đem một cái hệ menu từ Sài Gòn ra để xem là có thực sự phù hợp hay không. Thì là mình chưa thấy được cái tiềm năng của cái việc mà đem menu đổi từ Sài Gòn ra Hà Nội, mà đâu đó mình vẫn phải theo cái khẩu vị của người dân địa phương để xây dựng một cái menu thực sự phù hợp. Giống như là ở Hà Nội thì họ sẽ thiên về uống vị thanh hơn này, hoặc là có cái độ tươi nhất định trong cái ly nước của họ. Họ sẽ không thích những cái món nước có quá là nhiều syrup chẳng hạn. Về độ béo cũng như vị ngọt thì nó có phần béo thì nó sẽ ngậy hơn so với khẩu vị của người Sài Gòn. Còn về vị ngọt thì chắc chắn là nó sẽ giảm ngọt đi rất nhiều so với ở trong này, ở trong Sài Gòn. Đồ uống ở Kami cũng dịu dàng và dễ thương như cách decor quán vậy. Bạn sẽ khó tìm kiếm được một hương vị gắt gỏng ở đây. Thay vào đó, vị ngọt, thơm béo, êm dịu được lựa chọn để phù hợp hơn với tiệm khách hàng quán hướng đến. Những quán cà phê concept như Kami không còn là điều mới lạ ở Hà Nội. Để làm tốt hơn và được khách hàng nhớ đến tại thời điểm này là một điều rất khó. Ở thị trường Hà Nội á, thì mình nhận định là nó sẽ có những ngày thấp điểm. Điển hình như là sáng thứ hai. Hầu như là sáng thứ hai mình đi khảo sát cũng như là trải nghiệm thực tế từ hai tiệm cà phê Kami thì là traffic nó khá là vắng. Khi mà mình set up nội thất á, thì mình sẽ chú ý tới cái việc là các cái bàn nó có thể ghép lại với nhau để thành một cái group lớn hay không, để mình có thể mở những cái ví dụ như những cái buổi họp này, hoặc là những cái buổi workshop về cắm hoa, về làm nến, thậm chí là viết thư tay ở tại cái cà phê của mình. Thì những cái mà trong ngày thứ hai đó thì đôi lúc mà sẽ có những khách hàng làm freelance hoặc là những người mẹ chẳng hạn, thì họ rất là enjoy với cái việc mà tới cà phê để có thể học workshop. Những thay đổi mạnh mẽ về văn hóa cà phê là minh chứng rõ nhất cho một Hà Nội đang thay da đổi thịt từng ngày. Người Hà Nội sẵn sàng chi trả nhiều hơn để có một trải nghiệm trọn vẹn, hợp thị hiếu. Không, Kami nó không chỉ dừng lại ở cái việc là cái concept đó là nó sẽ giữ như vậy hoài, mà mình luôn luôn luân phiên, mình luôn thay đổi. Giống như là Christmas hoặc là những cái dịp lễ hội lớn thì mình đều tạo ra những cái concept, những cái câu chuyện mới, không năm nào giống năm nào cả, để cho khách mà khi mà nhớ tới Kami sẽ có những cái highlight nhất định. Cũng như cuộc sống, có ngọt ngào, rạo rực tuổi trẻ, có tĩnh lặng, dịu êm. Hà Nội vừa có khẩu vị theo trào lưu, lại có những gu thưởng thức mãi không lụi tàn. Một ly cà phê đường khói lửa nhân gian, vài phần hương vị năm tháng. Ngồi lại uống một cốc cà phê, dù đen đắng, chua thanh hay ngọt ngào, lòng dịu lại trước một Hà Nội ngột ngạt, tự nhiên lại thấy yêu thành phố này hơn một chút.